Người thì đi tỉa xấu xấu bẩn bẩn, tiền thì đéo có, dép thì rách, quần thì thủng. Tiếp dáng boy phố chất nhất do anh Bùi Minh Hiếu sáng tác. Người thì đi tỉa xấu xấu bẩn bẩn, tiền thì đéo có, dép thì rách, quần thì thủng. Em chưa bao giờ thừa nhận rằng bản thân mình xinh đẹp hay giỏi giang cả, nhưng em đủ tốt để xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn như thế. Lại tháng năm xa rồi, còn mình anh thôi, mà sao chẳng nói nên lời. Phóng em hôm nào dần theo làn mây quá trôi. Dẫu cuộc sống này có tệ với em đến đâu đi chăng nữa thì không sao cả, vì em đã cố gắng hết mình rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh nhắn tin với em mà không thấy em trả lời, anh chỉ tự mình với bản thân mình rằng cái gì không phải của mình thì không nên cố chấp, thế nhá. Bye. Tôi nhớ cô quá đi. Nếu bây giờ cô có thể xuất hiện bên cạnh tôi thì hay biết mấy. Chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, thế nhưng vẫn đầu trần phóng xe từ Hưng Yên ra Hà Nội để tụ tập. Khi bị lực lượng công an phát hiện thì lại bỏ chạy vì sợ bị bố đánh. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sink, and your steps keep me awake. Khi anh bắt đầu một tình yêu, là lúc anh tự thay đổi mình, không còn những đêm về khuya.
là 7 vì ca.